tường bếp đặt kính cường lực. Ngoài ra, bếp của chúng ta còn được trang bị thêm là bếp từ cao cấp, máy hút bụi Maloca, lò bếp nướng đa và không khí tự nhiên vào phòng, mang đến một không gian sống thật tuyệt vời cho căn phòng của chúng. Quý khách sẽ nhận được trần thạch cao, sàn gỗ và cửa chống ẩm rất phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ. Với cửa sổ bên cạnh, đón không khí và ánh sáng tự nhiên vào phòng. Thiết bị trần thạch cao, sàn gỗ và cửa gỗ chống ẩm. Nhà vệ sinh sẽ được trang bị trần thạch cao, tường và sàn là gạch vân cẩm thạch sang trọng. Ngoài ra còn có gương soi, bồn rửa, bể xí, cửa chống ẩm, bồn tắm đứng. Phòng khách sẽ được trang bị trần thạch cao, sàn gạch vân cẩm thạch. Và ngoài ra, phía bên ngoài còn được lắp dàn phơi đồ thông minh và tiện lợi. Điểm đặc biệt của phòng khách đó chính là máy lọc không khí, giúp đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho cả gia đình. Nguồn nước của mỗi căn hộ đều được lấy từ hệ thống lọc nước trung tâm của toàn dự án.